Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh về cái sản phẩm này. Ví dụ như là có nên lựa chọn Aglaetia hay không này, hay là sử dụng Aglaetia có tốt hay không. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Thì trong video ngày hôm nay, Ngọc lại tiếp tục chia sẻ và review cho các bạn những cái sản phẩm ngon bổ rẻ cho các bạn. Thì đây là một trong những video mà tiếp tục trong những cái series như vậy. Đó chính là sản phẩm có chứa thành phần tretinoin. Thì đây chính là sản phẩm Aglaetia mà Ngọc muốn review trong video ngày hôm nay. Và như các bạn đã biết thì tretinoin được ví như là một trong những hoạt chất vàng để trong có tác dụng làm chống lão hóa da cho các bạn này, cũng như là điều trị một số những bệnh lý ở trên làn da các bạn, như là mụn này, nám này, tàn nhang hoặc là lỗ chân lông to. Vì thế mà các bạn rất luôn muốn tìm cho mình những cái dòng sản phẩm có chứa tretinoin. Và để nói là những cái dòng mà có chứa thành phần như vậy thì nó khá là đắt đỏ. Và với cái sản phẩm này thì lại giá thành rất là rẻ này, đâu đó khoảng dưới 200.000 thôi. Cho nên là có rất nhiều bạn cũng đang tìm hiểu về sản phẩm này này, và cũng có rất nhiều bạn quan tâm về sản phẩm này. Tuy nhiên thì các bạn còn rất nhiều băn khoăn, cũng giống như là về những cái thông tin về sản phẩm này. Cho nên là Ngọc quyết định làm video này. Và trước khi làm video này, Ngọc cũng đã tìm rất nhiều từ những cái nguồn thông tin khác nhau và những cái tài liệu về cái sản phẩm này, để mong muốn là có thể đưa cho các bạn rất nhiều thông tin về sản phẩm để giúp các bạn là có nên lựa chọn sản phẩm hay không, và những cái trường hợp da nào chúng ta sẽ áp dụng cái sản phẩm này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ về sản phẩm này nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về cái nguồn gốc và cũng như là xuất xứ của sản phẩm này. Trước khi chúng ta muốn tìm hiểu về một sản phẩm nào đó, hay là các bạn muốn dùng một sản phẩm nào đó, thì chúng ta cần phải tìm hiểu về nguồn gốc và xuất xứ và những cái thương hiệu của sản phẩm này, để chúng ta cũng dựa vào đó là chúng ta có nên tin tưởng về sản phẩm này hay không, và để dùng ở trên da hay không. Thì với dòng sản phẩm Aglaetia có chứa tretinoin, được sản xuất bởi công ty Virex và thương hiệu đó là Vitara. Thì công ty Virex là một trong những công ty sản xuất ra những cái dòng dược mỹ phẩm khá là nổi tiếng. Thì trong đó những cái dòng mà nổi tiếng nhất đó là thương hiệu Vitara, được biết đến đó là có những sản phẩm chiết xuất từ lô hội. Và cái công ty này được đến từ Thái Lan nhé các bạn nhé. Khi các bạn mà cầm sản phẩm này trên tay thì hoàn toàn chỉ có tiếng Thái Lan là chủ yếu thôi, có chữ Thái Lan là chủ yếu thôi, mà có rất ít những cái chữ tiếng Anh. Nếu như mà các bạn đã dùng hoặc là các bạn đang tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy được điều này nhé. Tuy nhiên thì nó lại có một cái điểm trừ khá là lớn, bởi vì khi mà Ngọc tìm hiểu cái sản phẩm này ở trên cái website chính hãng của công ty thì không ra nhiều cái thông tin về cái sản phẩm này cho lắm. Và đây là một cái điểm trừ phải nói là khá là lớn, bởi vì nó không chứng thực được những cái thông tin của sản phẩm này trên chính website của công ty. Hoặc các bạn có thể tự tìm hiểu nhé, ở trên đúng cái website của công ty này sẽ không ra được bất kỳ thông tin nào về sản phẩm này cho lắm. Và nếu như mà bạn nào không biết này, các bạn sẽ cảm nhận là cảm giác như là sản phẩm ảo ấy, bởi vì có thương hiệu từ Vitara này, rồi là công ty Birex này. Tuy nhiên thì khi mà lên website thì lại không thấy nhiều về những thông tin của sản phẩm này. Mình cũng thấy hơi e ngại một chút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái thành phần về sản phẩm Aglaetia này nhé. Thì như các bạn đã biết thì Aglaetia có chứa thành phần chính là tretinoin. Thì sản phẩm này được coi là một trong những sản phẩm mang tính điều trị. Chính vì thế thì nó chỉ chủ yếu là có chứa thành tretinoin mà không có thêm những thành phần dưỡng. Ngoài ra thì nó chỉ có thêm một số những thành phần tá dược để tạo thành một cái kết cấu của sản phẩm mà thôi. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà sử dụng tretinoin này thì có thể là chúng ta cần phải kết hợp thêm những cái sản phẩm dưỡng nữa nhé. Bởi vì thường những cái tác dụng của tretinoin nó sẽ gây ra cho vấn đề cho các bạn là bị khô da. Thì ở trong một số những video trước thì Ngọc cũng đã nói về những cái tác dụng của tretinoin rồi này, và có một số những tác dụng phụ rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Thì đối với tác dụng của tretinoin thì các bạn cũng có thể là biết rồi, thì nó sẽ có tác dụng làm sừng hóa cái quá trình da cho các bạn được nhanh hơn này, và có tác dụng điều trị mụn cho các bạn này, ví dụ như là chống lão hóa da và cải thiện làn da, nếp nhăn cho các bạn hơn nữa. Và cái sản phẩm này thì nó cũng có chứa thành phần như vậy. Thì nhìn kỹ hơn về cái sản phẩm này thì nó chỉ có hai nồng độ chính, đó là nồng độ 0.025 và nồng độ 0.5, và hai cái tuýp mà Ngọc đang cầm trên tay là có trọng lượng là 10g. Ngoài ra thì công ty còn có thêm trọng lượng 30g nữa đấy. Thì với hai cái nồng độ khác nhau, nó cũng có hai cái màu sắc khác nhau. Với cái nồng độ là 0.025 thì các bạn sẽ thấy là có màu trắng và màu xanh lá. Còn đối với nồng độ là 0.05 thì sẽ có màu trắng và màu xanh dương. Thì đây là hai cái màu sắc rất là riêng biệt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về bên trong của sản phẩm, cũng như là bao bì ở bên trong nó như thế nào nhé. Thì Ngọc sẽ tìm hiểu ở phần bên trong của sản phẩm này để giúp cho các bạn có thể biết được rõ hơn.
Như ở bên trong này thì cái bao bì của sản phẩm cũng rất là đơn giản thôi. Thì đối với cái tuýp của sản phẩm thì bên trên là cũng có đầu lắp nhựa này. Và bên thân của sản phẩm thì nó cũng được thiết kế là bao bì là bằng vỏ kim loại, thì có chất liệu là dạng thiếc. Và với cái chất liệu này thì nó có thể bảo quản được cho các bạn. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta dùng ấy lâu thì nó cũng sẽ dễ bị nứt cái vỏ này. Với cái một tuýp kem thì cũng rất là nhỏ gọn, có khoảng 10g thôi. Thì với những bạn nào mà mới bắt đầu sử dụng tretinoin thì các bạn có thể là sử dụng hoặc là tham khảo cái dòng này để chúng ta làm quen dần, bởi vì cái giá thành của nó khá là rẻ. Và với sản phẩm là Agletia Tretinoin là được giới thiệu là sản phẩm thuốc. Thì khi mà mở về cái tờ hướng dẫn sử dụng ở bên trong của sản phẩm này ra, Ngọc thấy là cái về thông tin của sản phẩm này cũng rất là sơ sài, có rất ít về thông tin sản phẩm này, cũng như là những cái tác dụng phụ này, hoặc là những cái tác dụng của sản phẩm này ở trên cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Và Ngọc cũng đã phải nhờ một số bạn bè mà có hiểu về tiếng Thái này, cũng như là Ngọc cũng đã tìm hiểu một số những nguồn thông tin về cái sản phẩm này. Và Ngọc thấy là ở trên cái tờ hướng dẫn sử dụng ấy, nó chỉ ghi đơn giản là cái các bước thực hiện của các bạn mà khi các bạn bôi sản phẩm này, và cái cách bảo quản của sản phẩm này thôi, chứ không ghi rõ là về những cái thông tin về cái thành phần tretinoin cũng giống như là tác dụng phụ cho các bạn. Cho nên là những bạn nào mà mới sử dụng ấy, mà các bạn chưa biết về thành phần tretinoin thì cũng sẽ rất khó cho những bạn nào mà là người mới sử dụng. Thì bây giờ Ngọc sẽ cho các bạn xem về cái phần chất ở bên trong của sản phẩm này. Thì Ngọc cũng đã dùng thử qua mấy hôm rồi, và Ngọc đang sử dụng là cái thành phần là 0.025 thì Ngọc cũng đang sử dụng. Thì đối với cái sản phẩm này là dạng cream. Tuy nhiên thì dạng cream này khi các bạn bôi trên da thì nó cũng thấm nhanh. Đối với dạng cream ấy thì nó sẽ có thẩm thấu nhanh cho các bạn này, và thẩm thấu một cách từ cho các bạn. Thẩm thấu nhanh cho các bạn này và thẩm thấu một cách từ cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể trộn lẫn với một số dạng dưỡng nữa thì nó cũng rất là dễ. Bởi vì trong cái thạng sản phẩm này thì nó chủ yếu đơn thuần là chỉ có chứa thành phần tretinoin. Ngoài ra là chỉ có táo dược thôi, chứ nó không có thêm thành phần dưỡng nào đó. Cho nên là khi các bạn sử dụng, các bạn có thể trộn lẫn với dưỡng, hoặc là các bạn phải kèm thêm một cái sản phẩm dưỡng đi kèm để hạn chế cái vấn đề khô da cho các bạn nhé. Đấy, với cái mùi của sản phẩm thì nó cũng sẽ có cái mùi là hơi hắc hắc nhẹ một chút. Bởi vì cái thành phần tretinoin nó thuộc nhóm gốc axit cho nên nó cũng có mùi hơi hắc một chút. Thì đối với hai nồng độ thì mình thấy là cái nồng độ 0.05 ấy, thì cái chất kem của sản phẩm này nó đặc hơn một chút so với cái nồng độ là 0.05. Mình sẽ test thử ở trên tay cho các bạn xem luôn chất kem nhé. Hai cái chất kem của hai nồng độ thì Ngọc thấy là cái chất kem của nồng độ 0.05 nó sẽ đặc hơn một chút so với cái chất kem của nồng độ 0.05. Tuy nhiên thì cả hai nồng độ thì cái chất kem khá thấm nhanh. Và khi các bạn bôi trên da thì nó không cảm giác là bết dính cho lắm. Và Ngọc đang trải nghiệm cái nồng độ là 0.025 rồi, và Ngọc cũng trải nghiệm được vài ngày rồi. Và riêng Ngọc thấy là cái sản phẩm này thấm khá là nhanh này. Chỉ là nếu mà các bạn trộn lẫn với dưỡng thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Và nếu như bạn nào mà mới sử dụng hoặc là mới bắt đầu làm quen với tretinoin và các bạn đang tìm hiểu về tretinoin thì các bạn có thể tham khảo cái dòng tretinoin này. Và với cái dòng tretinoin này là đặc biệt là cái giá thành nó rất là rẻ. Và những bạn nào sinh viên mà các bạn đang bị mụn thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm này được. Và cái trọng lượng của nó cũng khá là nhỏ gọn. Đối với những bạn nào mới bắt đầu sử dụng tretinoin thì mình nghĩ là các bạn có thể lựa chọn được. Tuy nhiên thì về cái điểm trừ của nó, đó là thứ nhất là về cái thông tin của sản phẩm rất là ít, và thứ hai là cái tờ hướng dẫn sử dụng nó cũng rất là sơ sài, nó không có một chút về những cái thông tin về tretinoin cũng như là có những cái tác dụng phụ gì ghi ở trên đó giống như là các cái sản phẩm khác. Và nếu như mà bạn nào mới sử dụng mà các bạn không biết ấy, mà các bạn bôi liều lượng không đúng này, hoặc là cái cách bôi các bạn không khoa học, thì nó có thể dễ dẫn đến cái tình trạng kích ứng. Thì mình sẽ nói luôn cho các bạn đó là những cái lưu ý các bạn sử dụng cái sản phẩm này, đó là các bạn cần phải theo dõi cái làn da các bạn này, và nó sẽ có tác dụng về điều trị mụn là chủ yếu, và về cái độ chống lão hóa da hay là về để làm căng bóng da thì nó sẽ kém hơn với những cái dòng tretinoin mà có giá thành cao hơn một chút. Ở đây là cảm nhận riêng của Ngọc, thì không biết là có những bạn nào đang sử dụng sản phẩm này rồi, các bạn thử comment xuống phía dưới giúp Ngọc nhé. Ngoài ra thì cái điểm trừ tiếp theo của sản phẩm này nhé, đó là nó sẽ không có thành phần dưỡng, cho nên là nó sẽ có khả năng kích ứng và làm khô da khá là cao đấy. Cho nên là các bạn nếu mà sử dụng thì Ngọc luôn nhắc các bạn đó là cần phải kèm theo với dưỡng này,
hoặc là các bạn trộn chung với dưỡng cũng được. Những bạn nào có tình trạng mụn thì các bạn có thể lựa chọn sản phẩm này được. Và nếu như mà các bạn có điều kiện hơn, các bạn có thể đầu tư cho mình những cái sản phẩm cao cấp hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà cái kinh tế của mình eo hẹp hoặc là nó không đủ điều kiện cho mình để mình lựa chọn những sản phẩm khác thì đây cũng có lẽ là một cái sự lựa chọn giúp các bạn nữa. Thì đối với sản phẩm Chetivin, đó là các bạn cần lưu ý với những bạn nào mà đang có ý định là bầu bí mang thai thì các bạn không sử dụng sản phẩm có chứa thành phần Chetivin, bởi vì nó là một trong những dẫn xuất của vitamin A thì nó sẽ không phù hợp cho những bạn đang có ý định là mang thai hoặc là đang mang thai nhé. Và một điểm nữa đó là những bạn nào mà da quá nhạy cảm thì các bạn cũng không thể lựa chọn cái sản phẩm này được, bởi vì cái thành phần của nó chỉ có chứa đơn thuần là Chetivin thôi và nó không có dưỡng, cho nên cái khả năng kích ứng khá là cao này. Và mình thấy là cũng có một số bạn là không biết nhá, bởi vì trong cái tờ giấy hướng dẫn của nó không ghi rõ đầy đủ này. Kể cả các bạn có lên những cái trang mạng các bạn tìm hiểu về thông tin về cái sản phẩm này, nó cũng rất ít về thông tin của sản phẩm này. Cho nên các bạn cần lưu ý. Mình thấy có một số bạn là bôi cả ngày cả tối, và cái sản phẩm này về cái công nghệ của nó thì nó không có những cái công nghệ màng bọc tốt mà để giúp cho các bạn là hạn chế được cái ánh sáng từ tia UV. Và hiện nay thì cũng có một số những cái sản phẩm có chứa retinol hay là chetinoin có thể dùng ban ngày được. Tuy nhiên về cái sản phẩm này thì chúng ta không thể dùng ban ngày được, các bạn lưu ý nhé. Vậy thì như vừa rồi Ngọc cũng đã chia sẻ và có một số đánh giá từ quan điểm cá nhân của Ngọc về cái sản phẩm Chetinoin Acleti A này, thì các bạn có thể coi đây là một trong những video để giúp các bạn tham khảo về cái nguồn thông tin về cái sản phẩm này, cũng như là để các bạn có thể biết được là mình có nên lựa chọn sản phẩm này trong cái vấn đề điều trị da cho mình hay không. Mình mong rằng là sau khi các bạn đã xem hết video thì các bạn cũng đã biết được những thông tin cơ bản về sản phẩm này, cũng giống như là về cái cách để chúng ta sử dụng sản phẩm và những cái lưu ý của sản phẩm có chứa thành phần Chetinoin. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video này, đừng quên là nhấn like và subscribe kênh của Ngọc để theo dõi những video hay tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn ở những video sau.